Max Mobile đồng hành cùng video này. Sửa chữa, tách kính iPhone bị rơi vỡ bằng công nghệ laser hiện đại, an toàn, giá rẻ. Hãy đến Max Mobile. Chào mừng anh em đã quay trở lại với X-Studio. Và như thường lệ thì ngày hôm nay X-Studio sẽ mang đến cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, game di động bom tấn Âm Dương Sư bị khai tử ở Việt Nam. Âm Dương Sư On MioG là game online do công ty NetEase Trung Quốc phát triển và được công ty Bình Minh phát hành tại Việt Nam từ tháng 1 năm 2018. Game thuộc thể loại nhập vai với nhân vật là một pháp sư người Nhật Bản. Đến nay ngày 16 tháng 10, Garena, nhà phát hành trò chơi Âm Dương Sư thông báo đóng cửa game này vì có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Theo thông báo từ nhà phát hành, họ ngừng phát hành Âm Dương Sư do trưa ngày 16 tháng 10, bản cập nhật mới nhất của trò chơi xuất hiện bản đồ đường lưỡi bò vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Fanpage của game cũng khẳng định sẽ đưa ra phương án hỗ trợ người chơi sớm nhất. Thông báo này đã thu hút hơn 18.000 lượt bình luận và gần 8.000 lượt chia sẻ. Đa số người chơi tỏ ra bất ngờ và tiếc nuối khi game bị đóng. Tuy nhiên, đều rất đồng tình quyết định đóng cửa vì liên quan đến vấn đề chủ quyền. Nhiều ý kiến cũng cho rằng rất tiếc vì rất thích game nhưng cũng ủng hộ nhà phát hành dù phải chịu tổn thất lớn. Chuyển sang thông tin thứ hai, smartphone Sony mất giá nhanh nhất thị trường. Hãng thống kê thị trường Cellcel mới đây đã đưa ra bảng thống kê tỷ lệ mất giá của các mẫu điện thoại đình đám nhất trong năm 2018. Trong số các thương hiệu Apple, Samsung, Google, Sony và LG được khảo sát, smartphone của hãng Nhật Bản có tỷ lệ khấu hao cao nhất sau một năm. Cụ thể thì model XZ2 mất 86,2% giá trị chỉ sau một năm sử dụng, từ $799 còn $110. Chịu chung số phận là mẫu XZ2 Premium từ $999 xuống còn $140, mất 86% giá trị. Số liệu này vừa được công bố bởi Cellcel, một công ty chuyên mua bán điện thoại cũ tại Mỹ, áp dụng cho các model có bộ nhớ thấp nhất. Trong khi đó, iPhone XS Max là smartphone giữ giá tốt nhất khi tỷ lệ khấu hao là 47,2%, từ $1,099 xuống $580 sau một năm. iPhone XS và XR cũng có tỷ lệ thấp trong danh sách, tương ứng là 49,8% và 52,3%. Giá trị của một số chiếc iPhone đời cũ có tuổi đời 2 năm giảm không quá nhiều, như là iPhone X từ $999 xuống $382, tức là 61,8%. iPhone 8 Plus từ $799 xuống còn $311, 61,1%. Và iPhone 8 từ $699 xuống $248, tức 64,5%. Samsung Galaxy Note 9 giữ giá tốt nhất trong số các thiết bị Android được khảo sát, với mức khấu hao là 67,9%, từ $1,000 xuống còn $321. Một mẫu điện thoại khác của hãng điện tử Hàn Quốc là Galaxy S9 có mức giảm là 72,9%. Sản phẩm từ LG cũng mất giá khá nhanh sau một năm sử dụng, chẳng hạn như là LG G7 Thin Q mất 85% giá trị, từ $749 xuống còn $112. Google có tỷ lệ thấp hơn khi cả hai model Pixel 3 và Pixel 3 XL có tỷ lệ khấu hao là 68,5% và 69,9% tương ứng. Cũng theo Cellcel, người dùng iPhone có tỷ lệ trung thành với thiết bị của mình cao nhất, đạt là 90,5%, còn điện thoại Samsung là 86%. Bên cạnh đó, 79% người sử dụng iPhone cảm thấy hài lòng với thương hiệu đang sử dụng và không muốn chuyển qua nhãn hàng khác, trong khi Samsung đạt tỷ lệ cao hơn với 87%. Chủ sở hữu smartphone Motorola và LG có khả năng chuyển sang thương hiệu khác nhiều nhất với mức trung thành chỉ 40%. Và thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Samsung sẽ có smartphone mọc sừng, tai thỏ hay là notch là thiết kế phổ biến của smartphone năm 2018. Sau đó thì các nhà sản xuất đã nỗ lực loại bỏ phần đen xấu xí này bằng nhiều giải pháp như là thu nhỏ notch với màn hình giọt nước, đục lỗ hay là sử dụng camera dạng trượt, vây cá. Samsung cũng là một trong những hãng di động nói không với tai thỏ. Họ sử dụng các thiết kế như màn hình khoét lỗ để chứa cảm biến camera trước. Tuy nhiên, rất có thể trong tương lai họ còn ra cả smartphone mọc sừng. Điều này đã được hé lộ trong một bằng sáng chế mới về smartphone có tai thỏ ngược của Samsung đã được duyệt trong tháng 9 và được Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc xuất bản tuần trước. Ý tưởng của Samsung ở đây là thiết kế smartphone với viền nhô lên trông như một chiếc sừng của điện thoại. Phần trỏm này chứa một camera selfie, một loa và hai cảm biến. Rõ ràng là giải pháp này giúp màn hình không bị khoét góc, nhưng được nhiều trang công nghệ đánh giá là khá là kỳ dị. Và vậy thôi, vừa rồi cũng là tất cả những thông tin mà X-Studio muốn gửi cho anh em trong ngày hôm nay. Đừng quên bấm like và subscribe để luôn đồng hành cùng X-Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.